Thật khó có doanh nghiệp nào trải qua hơn 360 ngày tồi tệ hơn Facebook. Từ bê bối cho bên thứ ba tiếp cận dữ liệu người dùng cho thấy tiêu chuẩn quyền riêng tư lỏng lẻo. Ông chủ Mark Zuckerberg phải ra điều trần trước Quốc hội, lộ kẽ hở cho nhiều tài khoản giả mạo và gần nhất là cho phép hơn 100 công ty, bao gồm cả Netflix và Spotify, tiếp cận những tin nhắn riêng tư của người dùng. Tên tuổi này còn liên tiếp là mục tiêu cảnh báo của giới lập pháp Mỹ và châu Âu. YouTube thì lại có một năm lận đận với vấn đề bản quyền và nội dung. Điển hình như họ bị tố không trả tiền công bằng cho những người sáng tạo nội dung, không kiểm duyệt tốt các chương trình dành cho trẻ em, cho phép đăng tải tràn lan những nội dung phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc mang tính chiêu trò để thu hút lượt xem. Kết quả, hàng loạt nhãn hàng, thương hiệu lớn đã tuyên bố rút quảng cáo khỏi nền tảng này cho tới khi YouTube chịu siết chặt mảng nội dung. Còn người dùng thì phản ứng bằng cách cho số lượng dislike không thích nhiều nhất cho video YouTube Rewind, video tổng hợp các nội dung nhìn lại năm 2018 trên chính nền tảng này. Bước sang năm 2018, đồng tiền ảo Bitcoin lại đẩy không ít người vào cảnh khốn cùng khi giá Bitcoin tụt xuống gần mức 3.000 đô la Mỹ một đồng. Năm 2018, tổng giá trị thị trường tiền ảo giảm khoảng 87%, trong đó đồng tiền có giá trị nhất, Bitcoin, mất giá gần 80%. Tương lai cho ngành công nghiệp này cũng có những dấu hiệu ảm đạm. Một loạt các công ty, mạng xã hội, tập đoàn công nghệ phất lên từ tiền ảo đã đồng loạt sa thải nhân sự số lượng lớn, thậm chí là đóng cửa, ngừng hoạt động như Stemit, Consensus.